nếu mà khoảng hơn 1 tỷ đồng mà chúng ta lại sở hữu một chiếc xe SUV full size luôn đấy ạ, gầm cao Toyota Land Cruiser Prado nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Đây là một chiếc xe đã qua sử dụng, đã qua 176 hạng mục, với mức giá đâu đó chỉ khoảng hơn 1 tỷ đồng. Thì chúng ta sẽ nhận lại là những gì ạ? Một chiếc xe gầm cao, 7 chỗ ngồi, dẫn động hai cầu toàn thời gian, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Trong clip mới nhất ngày hôm nay, Văn Hội sẽ giới thiệu cho anh chị xe đã qua sử dụng, chính hãng từ đại lý Toyota Thanh Xuân của chúng tôi, đã được kiểm tra nghiêm ngặt với 176 hạng mục. Và chắc chắn rồi, anh chị nhìn thấy nó cực thực sự là rất bề thế đúng không ạ? Nào, chúng ta sẽ chia sẻ nhanh qua thông số kỹ thuật của xe, sau đó chúng ta sẽ quay hình ảnh chi tiết vòng quanh xe. Được sản xuất 2017 nhưng lại đăng ký 2018. Và đặc biệt nhất đó chính là cái ô đô chỉ đi có 45.000 km thôi anh chị ạ. 45.000, anh chị không nghe nhầm đâu ạ. Chiếc xe còn rất mới mà giá, nếu mà để lăn bánh một chiếc Prado mới như hiện nay, lăn bánh hơn 3 tỷ chúng ta mới sở hữu chiếc xe này. Trong khi đó bây giờ chúng ta chỉ cần bỏ ra đâu đó khoảng hơn một nửa tiền thôi là chúng ta đã sở hữu ngay một chiếc xe gầm cao nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản rồi. Để biết chi tiết về giá là như thế nào, chúng tôi hỗ trợ cả trả thẳng, cả trả góp, giao toàn quốc, giao tất cả các vùng miền. Anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ nào, chúng ta cùng đi ngắm nhìn tổng quan chi tiết của xe. Từng đường kim mũi chỉ, từng đường keo, từ khối trái tim động cơ đến bên trong nội thất và ngoại thất, chúng ta sẽ cùng cập nhật ngay bây giờ. Cơ học nào, cơ học đầu tiên đó chính là về chiếc chìa khóa. 2018, Prado vẫn sở hữu là chìa khóa cơ. Tất nhiên rồi, điều khiển cái phần cốp ở phía sau, cốp điện này, tất nhiên phần kính nữa nhá. Chúng ta sẽ có cụm đèn bi LED cho phần cốt và chóa LED đa phản xạ cho phần pha. Trong khi đó chúng ta sẽ có giải đèn LED ban ngày to bản. Đây là tổng quan phần phía đầu xe. Anh máy quay sẽ quay thật kỹ. Chúng ta có gì nữa nào? Chúng ta có cả phần rửa đèn này, hệ thống đèn sương mù ở phía dưới. Trong khi đó Văn Hội đánh giá cao cái phần mặt ca lăng, cái nan dọc, 5 nan dọc như thế này, kết hợp với logo Toyota to bản. Gầm thì chắc chắn rồi, gầm cao, dẫn động hai cầu toàn thời gian. Xe được gọi là xe của chủ tịch, xe của doanh nhân, xe của những người thành đạt đúng không ạ? Ngồi lên Prado thực sự là nó sẽ rất mạnh mẽ. Nào, chúng ta sẽ đến với phần thân xe. Thế hệ 2018 như thế này thì Prado được trang bị một chiếc la răng với cái thông số lốp đây rồi. Xe vẫn là lốp đan lốp theo xe nhá. 2265/60R18. Vậy là la răng lên tận 18 inch. Văn Hội rất thích cái la răng kiểu này là gì? Nếu mà la răng 18 inch thì lốp sẽ béo, vì tổng thành của xe là không thay đổi kể cả thế hệ bây giờ đó. Mà la răng nhỏ hơn thì lốp béo, lốp béo thì đi rất êm đúng không ạ? Rồi, chúng ta có bậc bệ theo xe này, gương cụp điện rồi, chắc chắn rồi. Gì nữa nào? Mặt gương chỉnh điện to bản, xin nhan LED trên gương. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thanh ba ga nóc to, xe dán phim tối màu. Đây nội thất bên trong xe. Nội thất bên trong xe theo xe luôn anh chị nhá. Theo xe thì chúng ta đã có màn hình với âm thanh Dolby rồi. Thực sự là chất lượng luôn, rất chi tiết, 4,5 vạn anh chị nhìn cái vô lăng kìa. Nó không khác gì một chiếc xe mới luôn. Xe chủ tịch, xe doanh nhân. 4,5 vạn km anh chị nhá. Dẫn động hai cầu. Xe trang bị là hộp số tự động lên tận 6 cấp, dẫn động hai cầu toàn thời gian. Trong khi đó màn hình giải trí to bản, ghế da, ghế điện cả bên lái và bên phụ. Anh chị nhìn ghế điện này, anh khách đầu tư thêm một bộ nhà bước chân có đèn Prado. Trong khi đó bốn kính auto một chạm, tất nhiên rồi bật chìa khóa điện lên mới có. Chúng ta tiếp tục nào. Cửa đóng chắc nịch luôn. Hàng ghế sau điều hòa 3 vùng độc lập, điều hòa 3 vùng độc lập luôn anh chị nhá. Và Văn Hội rất thích những cái phần cửa gió kìa, là phông trần như mới luôn. Ghế sau ngồi này căng to bản, rất rõ ràng luôn. 7 chỗ ngồi,
thảm nỉ còn theo xe cơ mà. Anh chị thấy không ạ? Xe đi rất giữ gìn nhá. Xe rất hiếm luôn đấy ạ. Rất hiếm luôn. Đây, chúng ta quay về tổng quan thân xe và tổng ở phía sau đuôi sau. Chiếc xe Toyota Prado 2018 này, chúng ta sẽ có cái phần cách mở cửa như thế này. Rất cách điệu đúng không ạ? Trong khi đó nếu mà mở bằng điện này, mở bằng điện đấy anh chị nhá, thì chúng ta mở ở đây được. Chúng ta mở được. Để vào bên trong, chúng ta điều khiển được ghế điện. Ghế điện luôn này. Tuyệt vời không? Hết nước chấm luôn. Hơn 1 tỷ đồng. Thực sự là đáng đồng tiền bát gạo anh chị ạ. Thực sự là đáng đồng tiền bát gạo. 7 chỗ ngồi, súp thực thụ luôn. Land Cruiser Prado, sản xuất 27, đăng ký 28. Tổng quan xe đây. Tổng quan. Đây là hàng ghế thứ 3. Còn tổng quan này. Đó. Đóng. Kính điện này. Đây là 2.7 VX. Mở cốp ra. Chúng ta thấy gì bên trong đây? Nào anh máy quay tiến đến. Từ những cái phần cơ bắp, anh chị nhìn được rất cơ bắp đúng không ạ? Zin 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 theo xe hết nhá. Tất cả zin 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 theo xe hết. Từng đường keo này. Đây, anh chị nhìn này, nhìn từng con ốc này, anh máy quay tiến lên. Tiến đây. Tất cả từng cái đèn này, ốc này, cái 18 này thì form mới rồi. Cái phần đèn này đến cả đến 2024 bây giờ vẫn sử dụng đèn này đây. Chưa sự thay đổi gì cả. Cửa đóng rất chắc. Đã dán phim Vicool. Tổng quan ngoại thất, chúng ta quay một vòng nữa sau đó chúng ta bước vào phần bên trong nội thất. Cảm biến, 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau. Tổng quan xe đây. Rất đẹp luôn. Rất to bản. Rất chi tiết. Rồi, bên trong xe là như thế nào? Thì chúng ta sẽ vào bên trong ngay bây giờ. Tổng quan bên trong nội thất của chiếc xe đã qua sử dụng. Anh chị nhìn thấy vô lăng này. Như mới nhá. Màn hình giải trí vẫn theo xe. Điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Hệ thống gài cầu. 4 bánh toàn thời gian. Hộp số. Camera lùi. Ơi, anh khách đang xem này. Anh chị nhìn thấy không ạ? Từng đường kim mũi chỉ luôn. Tiếp tục nào. Cái quan trọng nhất này, ô tô này. 45.458 km. Một chiếc xe đã qua sử dụng Prado mà đi như thế này thì cực hiếm luôn. Chúng ta có từ phần rửa đèn này. Trên vô lăng đã phun phím rồi. Từ cruise control giữ ga tự động nhá. Thoại rảnh tay nhá. Đã theo xe rồi này. Thoại rảnh tay này. Đấy, điều khiển màn hình này. Kết nối này. Cam multimedia đầy đủ hết. Trên này chúng ta sẽ có cái gương cầu. Tất nhiên là đèn này. Đèn hết nhá. Đầy đủ hết. Anh khách rất giữ. Hộp lạnh. Hộp lạnh theo xe luôn anh chị ơi. Hộp lạnh theo xe. Hay như là ghế. Sửa sấy ghế. Làm mát ghế. Cổng USB. Kết nối cổng 120W, 12V, khởi động từ số 2, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, đã đều được trang bị là theo xe luôn. Rất tuyệt vời luôn. Full luôn này, ghế điện. Ghế điện này. Cảm biến này. Theo xe hết anh chị nhá, form mới. Chiếc này là chiếc form mới rồi. Rồi, chúng ta có tổng quan ở đây. Tổng quan, anh máy quay sẽ quay tổng quan ra trước đây. Tổng quan rất chi tiết luôn. Rất chi tiết. Trên Land Cruiser Prado thế hệ mới. Đã qua sử dụng. Đã qua 176 hạng mục. Hộp số tự động. Chung là xe rất basic, rất cơ bản luôn. Bền bỉ. Rồi, chúng ta sẽ đến phần tổng kết nào. Vừa rồi đó chính là chia sẻ nhanh. Một chiếc xe vừa về đại lý. Land Cruiser Prado 2018 form mới. Sản xuất cuối 2017 với giá hơn 1 tỷ đồng. Để nhận thông tin báo giá, hỗ trợ trả thẳng, trả góp, chi tiết là như thế nào, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline phía bên dưới. Và đừng quên đăng ký hộ kênh để không bỏ lỡ cơ hội cập nhật những cái video, những clip, những cái chiếc xe đã qua sử dụng hay những chiếc xe mới. Kính chúc khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.